Xin chào các bác xem kênh Hải Phong RV. Ngày hôm nay thì bên em có giảm giá cho một số cái mẫu TV màn hình 50 inch và dòng TV màn hình 55 inch giá rất là rẻ. Và em sẽ quay video để cập nhật đến các bác những cái mẫu TV mà có thay đổi giá để các bác có thể tham khảo mua trong cái dịp này. Thì bác nào mà muốn mua hàng bên điện máy Ecomart bên em, các bác cứ gọi về số tổng đài đó là 0974 178586 hoặc vào website để tham khảo giá, website sẽ là eco-mart.vn. Tiện đây, bác nào đang xem kênh của em, yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video cập nhật giá ngày hôm nay. Nếu các bác nào đang muốn tìm dòng TV màn hình có kích thước 50 inch mà có mức giá thật rẻ mà đầy đủ tính năng Smart TV thì các bác có thể tham khảo cái mẫu TV của thương hiệu Casper bên em đang có bày bán trên quầy kệ. Mẫu TV Casper thì có model sản phẩm sẽ là 50 UGA610. Dòng này thì sản xuất tại Việt Nam, bảo hành thời gian sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Mẫu này thì sẽ có màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60Hz, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất loa là 20W, có 2 củ loa. Thiết kế của dòng Casper này thì có viền mỏng, viền nhựa. Chân đế cũng là chân đế nhựa để ở hai bên. Màn hình 5 inch thì có độ rộng rơi vào là 1m12, phù hợp cho các bác để ở những cái không gian nhỏ như là phòng ngủ hay là phòng khách nhỏ, mình vẫn có thể để được cái mẫu 50 inch này. Quan trọng là cái giá thành nó rẻ. Mẫu này thì sử dụng hệ điều hành là Android TV, vì vậy mà các ứng dụng như là YouTube này, ứng dụng VTV Go này, ứng dụng TV 360 này, những cái ứng dụng mà các bác tải được trên những cái mẫu TV sử dụng Google TV thì cái mẫu này cũng sẽ có chạy Android TV đầy đủ tính năng, giống như các bác sử dụng điện thoại Samsung, điện thoại Oppo thì đều chạy Android. Vì vậy mà cái mẫu TV này nó cũng như vậy. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt nữa các bác nhá. Các bác yên tâm là sử dụng đủ hết tính năng rồi, Smart TV, Wi-Fi, Bluetooth đầy đủ. Đủ tính năng, giá thành thì rẻ. Mẫu này thì trong ngày hôm nay bên em còn giảm giá thêm là 300 nữa. Giá thành cũ đang bán rơi vào là 6.380.000, nhưng trong ngày hôm nay thì bên em giảm giá thêm là 300.000, và giá mà trừ đi hết quà của mẫu này thì rơi vào là 6.060.000. Như vậy chỉ có khoảng 6 triệu đồng một mẫu TV 50 inch màn 4K đủ tính năng Smart TV, Wi-Fi, Bluetooth đầy đủ. Thì các bác nào đang muốn tìm TV giá rẻ thì các bác có thể tham khảo mẫu này. Gần như mẫu Casper này đang là mẫu TV rẻ nhất hiện tại bên em đang bán. So sánh mẫu này với những cái mẫu TV màn hình 50 inch khác của TCL hay là của Samsung thì dòng Casper còn rẻ hơn so với hãng TCL nữa. Với những bác nào mà không có nhu cầu quá cao về bắt buộc phải dòng TV đời cao, mình chỉ cần đơn giản màn hình 4K, màn hình 50 inch 4K, rồi giá thành tốt nhất thì các bác ưu tiên chọn dòng Casper này là rất là phù hợp. Đây là mặt trước của TV, còn mặt sau TV em sẽ quay thêm cái mặt sau để các bác xem. Mặt sau và các cái cổng kết nối trên TV. Mặt sau này thì TV mặt sẽ bằng nhựa các bác nhá, mặt nhựa. Đây là chỗ thoát hơi, thoát khí ra. Dây nguồn thì mình cắm ở đây. Ở dưới này thì sẽ có hai cổng USB, cổng anten, cổng HDMI. Ở góc dưới thì các bác sẽ nhìn thấy ngay một cổng AV, rồi cổng mạng LAN, cổng dây AV cắm sang AV in là cắm cỡ đường hình và một đường tiếng. Thì đây mẫu này vẫn đang dùng các cổng AV. Nhưng các bác nào mà có thiết bị âm ni loa đài cũ ngày xưa thì mình vẫn có thể cắm được bình thường, không cần phải chuyển qua cổng HDMI hay cổng optical nữa, mà mình cắm trực tiếp vào đều có thể kết nối được. Đây là mặt sau của mẫu Casper này.
Giá thành thì đang rất là tốt, giá được giảm giá nhiều tại bên em. Hiện tại thì cái mức giá đang bán giá cuối chỉ còn là 6.060.000 thôi, coi như là tương đương với 6 triệu. Và với cái mức giá này thì những cái hãng khác thì các bác sẽ không tìm được dòng TV màn hình 5 inch mà chỉ khoảng tầm 43 inch thôi. Nhưng mà với cái mẫu TV Casper màn hình 5 inch mà có mức giá là 6.060.000 thì đang được đánh giá rất là tốt bên em và bán rất là chạy các bác nhá. Màn 4K rồi. Hàng thì sản xuất tại Việt Nam, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Nên các bác nào mà muốn tham khảo, muốn mua mẫu này, các bác cứ gọi về số tổng đài là 0974 178586. Ngoài dòng TV Casper ngày hôm nay được giảm giá thì bên em sẽ còn giảm giá thêm cho dòng TV màn hình 55 inch của TCL nữa. Mẫu TV của TCL ngày hôm nay được giảm giá đó là dòng TV 55C655, dòng mới 2024 của TCL. Mặc dù là mới ra mắt, mới về hàng nhưng mà đã có chương trình giảm giá rồi. Và ngày hôm nay thì giảm giá tương đối là sâu. Màn hình 55 inch thì độ rộng rơi vào khoảng 1m24. Các bác để phòng khách là rất là ok rồi. Xem khoảng cách thì từ khoảng tầm 2m đổ ra mình đã xem được cái mẫu 55 inch rồi. Dòng C655 của TCL mới 2024 thì sẽ có từ những size màn hình như là 43, 50, 55, 65, 75 và 85 inch. Ngày hôm nay thì em đang quay và giảm giá cho các bác là dòng 55C655, dòng QS mới 2024 của TCL. Mẫu QS thì sẽ có công nghệ quan tùm đốt, màn hình nó sẽ có một lớp phủ chấm lượng tử để giúp cho hình ảnh nó sẽ có độ tương phản cao, màu sắc đẹp và độ sáng cũng cao, màu đen nó sâu hơn. Màn hình độ phân giải thì vẫn là 4K, tần số quét là 60Hz, tần số quét thực, nhưng sẽ có hỗ trợ tần số quét 120Hz để các bác đồng bộ sang các thiết bị mình chơi game giải trí mượt hơn. Về cái tấm nền thì vẫn là tấm nền VA các bác nhá. Màu sắc thì giải màu sẽ là giải màu QS Pro với rất là nhiều màu và màn hình thì sẽ rất là bền. Màn hình các bác có thể nhìn thấy ngay trên cái banner này thì nó ghi khoảng tầm 100.000 giờ. Thời gian bảo hành máy thì rơi vào 2 năm. Và ngoài ra thì bên em sẽ hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Chip xử lý thì là chip xử lý AIPQ, chip đời cao có trí tuệ nhân tạo của TCL. Màn hình thì sẽ có công nghệ tinh chỉnh ánh sáng theo từng chi tiết và tăng cường cái độ tương phản rồi góc nhìn rộng, không bị phản chiếu ánh sáng quá nhiều. Góc nhìn thì các bác có thể nhìn thẳng, nhìn chéo thì cái màu sắc của TV nó cũng không bị thay đổi. Hiện tại thì những cái mẫu TV Smart bây giờ ấy, thiết kế viền rất là mỏng. Vì vậy mà mình nhìn cái TV nó giống như là một cái mặt phẳng, mặt gương luôn, chứ còn không bị viền dày như ngày xưa. Cho nên là cái góc nhìn của TV nó được mở ra rộng hơn. Các bác đứng chéo, các bác nhìn thì vẫn xem được bình thường. Chứ không như những cái mẫu TV ngày xưa ấy, mình đứng chéo là TV nó sẽ bị mờ này, màu sắc nó bị thay đổi này, hoặc không nhìn thấy này, thì bây giờ đã nhìn thấy bình thường rồi. Về âm thanh của TV thì có hệ thống loa 2.1 và có cả loa bát riêng. Âm thanh thì tổng công suất loa rơi vào 35W. Cái loa bát riêng của TV tổng công suất là 15W, còn hai cái loa hai bên sẽ là 20W. Như vậy là tổng công suất là 35W, gồm 2.1 loa và loa bát riêng. Với cái mẫu TV đời mới năm 2024 này thì chắc chắn là khi các bác nghe nhạc, hệ thống loa 2.1 thì nó sẽ hay hơn so với cả mẫu 2023 là 2.0. Dòng 2023 thì chỉ có hai loa hai bên thôi, nó sẽ không có loa bát riêng. Vì vậy mà cái chất lượng âm thanh rồi như những cái tiếng bát ấy thì nó sẽ không hay bằng so với cả mẫu mới năm nay. Loa thì hệ thống loa Onkyo 2.1 rồi. Loa thương hiệu của Nhật Bản rất là nổi tiếng và nghe rất là hay, chắc tiếng và rõ tiếng. Âm trầm, âm bát cũng rất là hay. Về giao diện của TV thì vẫn sử dụng hệ điều hành là Google TV. Vì vậy mà ứng dụng rồi các tính năng như tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt hay điều khiển giọng nói rảnh tay thì vẫn có trên cái mẫu này. Nói chung là vẫn thừa hưởng từ cái mẫu cũ thôi. Những cái mẫu đời năm trước đã có rồi. Thì những cái mẫu mới năm 2024 vẫn sẽ có những tính năng đấy thôi. Nhưng họ sẽ không bỏ đi đâu các bác nhá. Ứng dụng đây, đầy đủ hết ứng dụng.
Về giá thành thì mặc dù là mẫu mới 2024 nhưng mà ngày hôm nay thì bên em có chương trình giảm giá cho mẫu này, giảm tới tận 700.000. Giá cũ đang bán là 11.590.000 nhưng ngày hôm nay thì giảm thêm 700. Vì vậy mà cái mức giá mới nhất trừ hết quà của dòng 55C655 này thì chỉ còn là 10.890.000 thôi. 10.890.000 cho dòng TV QS của TCL mới năm 2024. Hàng sản xuất tại Việt Nam. Đây là mặt trước các bác nhá. Mặt sau của TV em sẽ quay thêm này. Đây, mặt sau các bác nhìn thấy ngay cái loa bát riêng của TV đây. Cái loa bát riêng ở ngay mặt sau. Các cổng kết nối của TV, cổng USB, cổng mạng, cổng HDMI, cổng AV in, video in, rồi cổng tai nghe, cổng optical, cổng anten. Đã đầy đủ hết tất cả các cổng kết nối. Đây mặt sau của TV. Thiết kế thì vẫn có thiết kế viền bằng kim loại. Viền kim loại tràn viền vô cực. Chân đế thì để ở hai bên. Có nhiều bác hỏi em là đánh giá cái mẫu C655 này so sánh với cả dòng C745. Thì nếu như để mà so sánh hai dòng thì cái mẫu C745 nó vẫn cao hơn, cấu hình cao hơn so với cả C655 các bác nhá. Bởi vì dòng C745 ấy thì nó mặc dù ra mắt trong năm 2023 trước một năm nhưng nó thuộc dòng phân khúc đời cao và cấu hình màn hình, cái tần số quét của TV nó thuộc là 120Hz tần số quét thực, còn hỗ trợ lên tới 144Hz ở chế độ chơi game. Như vậy là cái tần số quét riêng, chỉ riêng mỗi tần số quét nó đã cao hơn so với cả mẫu C655 này rồi. C655 thì tần số quét thực chỉ có 60 thôi và hỗ trợ lên tới 120 nếu các bác đồng bộ sang chơi game. Ngoài ra từ cái thiết kế bên ngoài nhá, thiết kế từ cái viền này thì mẫu C755 nó sẽ đi to hơn và vuông thành sắc cạnh, nhìn nó sang hơn. Rồi chân đế thì cũng để ở chính giữa chứ không phải chân đế để hai bên. Từ cái thiết kế bên ngoài, rồi cấu hình màn hình, rồi giải màu thì nó vẫn hơn so với cả mẫu C655. Và tất nhiên là cái mức giá hiện tại thì vẫn đang hơn. Mức giá của mẫu 55C745 thì nó rơi vào khoảng tầm 12 triệu gì đấy. Nhưng các bác nào mà muốn tham khảo cái mẫu C745 thì các bác cứ gọi về tổng đài bên em hoặc là các bác bình luận ở dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận. Còn ngày hôm nay thì bên em giảm giá cho mẫu 55C655 của TCL và mẫu 50 inch của Capper. Các bác nào đang tham khảo muốn quan tâm đến những cái dòng TV như vậy thì các bác có thể tham khảo trong video ngày hôm nay. Và bên em thì bên điện máy Ecomart, địa chỉ tại km 13 quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào mà gần bên em thì em mời các bác qua trực tiếp xem để mình trải nghiệm xem TV sẽ tốt nhất. Còn không thì các bác có thể gọi qua tổng đài, bên em vẫn bán hàng toàn quốc. Ngoài ra thì bên em có một chi nhánh ở bên Minh Khai, nhưng mà chi nhánh đó thì không phải là cửa hàng trưng bày giống như này, mà là bên văn phòng đại diện để hỗ trợ bảo hành rồi hỗ trợ các khách hàng bên nội thành Hà Nội bên em. Thì các bác nào mà qua thì vẫn xem được. Ví dụ như các bác muốn mua hàng, các bác muốn hẹn thì các bác cứ qua hẹn thì bên em sẽ vận chuyển hàng sang đấy để các bác xem hàng trực tiếp tại bên Minh Khai. Thì bên em có chi nhánh, có văn phòng đại diện bên đó. Ngoài những cái mẫu TV em cập nhật giá ngày hôm nay có thay đổi ấy, thì bên em còn rất là nhiều mẫu TV khác mà có mức giá rẻ. Màn hình 55 inch giá thành nó chỉ khoảng tầm 8 đến 9 triệu cũng sẽ có. Các bác nào mà muốn tham khảo thêm, các bác cứ gọi về tổng đài thì bên em sẽ hỗ trợ các bác. Video cập nhật giá ngày hôm nay đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.